BBC cho biết hồi tháng 7 năm ngoái, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là những người kiên quyết yêu cầu Repsol ngưng khai thác để tránh đối đầu với Trung Quốc. Petro Việt Nam vừa yêu cầu công ty Repsol của Tây Ban Nha ngưng dự án khai thác dầu ở lô 7/3 thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ ngoài khơi Vũng Tàu của Việt Nam do sức ép từ Bắc Kinh. Hãng tin BBC loan tin này hôm thứ Sáu 23 tháng 3. Theo BBC, quyết định ngưng khai thác đưa ra vào đúng lúc Repsol đang làm những bước chuẩn bị cuối cùng để khoan khai thác. Giàn khoan Ensco 8504 dự kiến sẽ rời Singapore để đến mỏ khoan vào hôm thứ Năm tuần này. Quyết định ngưng đột ngột có thể khiến Repsol và các đối tác của công ty này mất 200 triệu đô la đầu tư. Repsol trước đó đã ước tính lô 703 có dự trữ 45 triệu thùng dầu và 172 tỷ mét khối ga. Hiện Repsol và các công ty đối tác là Petro Việt Nam và Mubadala Petroleum chưa đưa ra bình luận nào về quyết định mới này. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa có bình luận gì về thông tin mới. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng bà không biết gì về thông tin Trung Quốc gây sức ép lên phía Việt Nam hay Repsol. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm qua, Việt Nam phải yêu cầu công ty nước ngoài ngưng dự án khai thác dầu khí ở Biển Đông do sức ép từ Trung Quốc. BBC cho biết hồi tháng 7 năm ngoái, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là những người kiên quyết yêu cầu Repsol ngưng khai thác để tránh đối đầu với Trung Quốc. Việt Nam vừa tạm dừng một dự án khoan dầu ở lô Cá Rồng Đỏ, ngoài khơi bờ biển Đông Nam, được cấp phép cho công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha do áp lực từ Trung Quốc. Ban nguồn tin biết trực tiếp về tình hình cho Reuters hay hôm 23 tháng 3. Đây là lần thứ nhì trong vòng chưa đầy một năm, Việt Nam phải đình chỉ một dự án dầu lớn ở Biển Đông do sức ép từ Trung Quốc. Một nguồn tin thông tạo nói rằng các bộ sở liên quan đã tạm dừng dự án, trong khi Bộ Chính trị, cơ quan làm quyết định thảo luận liệu nên tạm ngừng hay chấm dứt hợp đồng vô thời hạn. Quyết định sẽ căn cứ vào liệu mức phí tổn do hủy hợp đồng có lớn hơn cái giá mà Việt Nam phải trả nếu cưỡng lại áp lực của Trung Quốc hay không. Nguồn tin cho hay là quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi Bộ Chính trị nhóm họp. Nguồn tin đề nghị không nêu tên vì tính nhạy cảm của tình hình nói các bộ xác định sẽ chấm dứt hợp đồng. Hai nguồn tin tại Repsol khẳng định dự án này, một liên doanh với công ty dầu khí quốc gia Petro Việt Nam, đã ngừng sau áp lực từ phía Trung Quốc. Một phát ngôn viên Repsol ở Madrid từ chối bình luận. Các lãnh đạo Petro Việt Nam cũng từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp ngay lời đề nghị bình luận gửi đến cho họ qua email. Được hỏi tại cuộc họp thường kỳ có phải Trung Quốc đã gây sức ép với Việt Nam hoặc Repsol không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà không biết những tin tức đó xuất phát từ đâu và bà không nói gì cụ thể hơn. Cá Rồng Đỏ còn gọi là Red Emperor là một phần lô 07/03 của bồn trũng Nam Côn Sơn cách bờ biển Vũng Tàu 440 km. Khu mỏ trị giá 1 tỷ đô la được xem là một tài sản quan trọng để giúp giảm đà suy thoái của hoạt động khai thác dầu khí Việt Nam. Nhưng lô này nằm gần đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc đã vạch ra để đòi chủ quyền một vùng biển rộng lớn ở Biển Đông. Nằm ở độ sâu khoảng 350 mét dưới biển, khu mỏ được coi là sẽ có hoạt động có lời khi giá dầu từ khoảng 60 đô la một thùng trở lên. Giá dầu thô Brent hiện là gần 70 đô la một thùng. Ước tính trữ lượng của mỏ là khoảng 45 triệu thùng dầu thô, gần 4,9 tỷ mét khối khí tự nhiên và 2,3 triệu thùng condensate, một dạng dầu thô siêu nhẹ, chủ yếu là một phụ phẩm của việc khai thác khí đốt. Theo báo cáo về lỗ lãi năm 2017 của Repsol, hãng này đã chi khoảng 41 triệu đô la cho công tác thăm dò dầu khí ở Việt Nam hồi năm ngoái. Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự thất vọng khi có thông tin giàn khoan của đối tác Tây Ban Nha với ngành dầu khí Việt Nam đang thực hiện khoan thăm dò ở vùng biển Việt Nam thì lại bị Hà Nội buộc dừng vì phía Bắc Kinh nói rằng đây là vùng biển chỉ có Trung Quốc mới có quyền khai thác. Ba người dân mà VOA ghi nhận ý kiến trong clip này đều từng xuống đường phản đối Trung Quốc xâm lược vùng biển Việt Nam. Riêng mấy trong tờ báo Việt Nam như đài truyền hình, đài phát thanh thì hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Nhưng mà trên những cái thông tin mạng, lời trái, lời dân thì rất là nhiều. Tao bàn luận về vấn đề đó thì sâu xa lắm.
bao nhiêu tàu gì cảnh sát biển của Việt Nam rồi tàu tuần tra tàu gì đó, nhưng mà lại rút hết, không có cản trở về việc đó. Thế thì phải bảo vệ cái giàn khoan này, đặc biệt là trong cái vùng mà vùng kinh tế đặc dụng của Việt Nam, nằm trong vùng kinh tế của nước Việt Nam chứ không phải là vùng trồng lấn gì hết. Có nhiều người ta đưa cái tin sốt dẻo mà thì nó có đúng thiệt, là coi như là Việt Nam đã đầu hàng Trung Quốc, đã bỏ chạy khỏi cái đó là rút quân. Thì nó giống như cái thời nhà Hồ hồi đó vậy, nó chưa đánh mới có hâm một cái là trói tay đi, đưa đầu nó chịu trói vậy đó. Thì nó giống như vậy. Mà cái đó theo tôi thấy nó cũng trong cái lợi, nó có cái hại, mà trong cái hại nó lợi. Có thể là mình trước mắt là mình đau, mình buồn, mình tức. Nhưng mà nhiều như vậy ngược lại cũng có sổ một số người khác, đâu phải là trong tất cả những cái giới chức cầm quyền là đụng hèn hết vậy hết đâu. Thì cũng có người có thể tốt, có người ta đang tính đó là sẽ có làm cái việc khác để người ta giữ lại quê hương đất nước chứ. Mấy ngàn năm nay mà để kiểu này thì không chống thì chạy. Nếu mà theo cái đà này đã cuốn đi thì Việt Nam này không còn gì hết. Cái bờ biển của mình đã ký hợp đồng khai thác rồi, với quốc tế đàng hoàng rồi, bây giờ nó làm vậy nó chỉ hâm một cái là bỏ chạy hết thì vậy còn cái gì nữa mà nói. Phía Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn nào về thông tin giàn khoan của đối tác dầu khí Việt Nam buộc phải đóng mỏ do bị Trung Quốc hăm he. Trong lúc đó thì hình ảnh các giàn khoan dầu khí tàu cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục được chia sẻ mạnh trên các trang mạng xã hội, kèm rất nhiều lời bình luận chê trách sự hèn nhát của nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Bắc Truyển bày tỏ sự phẫn uất. Đài BBC có đưa lên một cái thông tin là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Talisman, là một công ty con của tập đoàn năng lượng Repsol Tây Ban Nha, ngừng khoan dầu tại lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Qua cái việc này thì phải nói rằng là chúng ta rất quan ngại, rất là lo lắng khi thấy rằng chủ quyền của Việt Nam về trên Biển Đông đã không được thực thi một cách cụ thể, mà nó chỉ được phát biểu trên các cái lời nói mà thôi. Trong khi đó thì phía Trung Quốc có thể bất cứ lúc nào họ dùng những cái áp lực về quân sự để mà đe dọa cái chủ quyền Việt Nam, và từ đó họ nhằm chiếm đoạt cái vùng Biển Đông của Việt Nam. Linh mục Lê Ngọc Thanh nói rằng những yêu cầu của Trung Quốc là cực kỳ vô lý. Về việc BBC và một vài trang mạng có đưa tin rằng Việt Nam đã thông báo như thể là để cho công ty hợp tác với Petro Việt Nam của Tây Ban Nha Repsol có thể sẽ phải rời, không tiếp tục thăm dò dầu và khí trên lô 13603 của biển Việt Nam. Cho chúng ta thấy thứ nhất là cái vị trí của cái lô đó trên bản đồ nó nằm rất là xa về phía đông nam của Cà Mau, tức là rất là xa phía Trung Quốc, trong khi thực tế Trung Quốc chỉ có cái đảo Nam Hải và một vài đảo nhỏ, mà lại có một cái quyền quá lớn lớn về phía miền nam như vậy để tranh giành với Việt Nam là một điều bất thường. Nếu mà một nước nào trong Đông Nam Á, trong khu vực đó tranh chấp thì tôi thấy điều đó dễ hiểu hơn. Nhưng Trung Quốc thì tôi thấy là đó là một điều phi lý. Lúc ngành dầu khí Việt Nam tiếp tục im lặng, gieo rắc sự hoài nghi trong cộng đồng và cả phía đối tác Talisman hiện đóng ở lầu 8 tòa nhà Metropolitan này cũng im lặng, thì một bản tin của Reuters lại đưa là không hề có chuyện Talisman rút lui. Thực hư ra sao vẫn tiếp tục là câu hỏi cần sớm có câu trả lời từ nhà chức trách Việt Nam. Trả lại cho tôi non sông Việt Nam, trả lại cho tôi giang sơn hùng vương, trả lại cho tôi anh linh bạch đằng hồn thiêng nước Nam. Trả lại cho tôi Nam quan Hoàng Sa, trả lại cho tôi quê hương tự do, trả lại cho tôi vinh quang làm người Việt Nam.
tôi là Việt Nam, có quê hương bờ đại dương Thái Bình. Tôi dân Lạc Hồng, ngàn muôn trang sử oai linh. Tôi lớn khôn lên, mơ một cuộc sống thanh bình. Dựng xây đất nước, nối chí thiêng cha ông ngàn năm. Tôi là Việt Nam, dân Việt nghèo buồn cơn tai biến chưa nguôi, căm oán quân gian gây vận nước điều tàn, tù ra phương Bắc xâm lấn quê hương non sông Lạc Hồng. 20 năm xưa buồn câu Nam Bắc phân bình, bao nhiêu năm qua lệ nô không thấy mặt trời. Tự do chi đây sau tù đày cho người yêu nữa, độc lập chi đây hãy lọc lừa. Tôi 30 năm sau đem biển Đông dâng hiến giặc đầu, còn bao nhiêu lâu cho Việt Nam thôi nhục hèn ai oán, và còn bao lâu cho dân tộc mình được thấy tương lai. Đi thôi, vinh quang làm người,
là người